Cách đây mấy hôm có Phật tử đến vừa khóc, cũng thương, vừa khóc vừa nói rằng: bạch thầy, gia đình con khổ lắm. Tôi hỏi khổ thế nào? Sinh được hai đứa con. Đứa con lớn đó thì thằng con trai lớn đó thì bị nghiện ma túy mấy năm nay, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nó đi chơi với bạn bè, về nó xin tiền bố mẹ không có để cho thì nó đập, nó phá. Nó phá phách nhà cửa, đập phá đồ đạc, cái gì bán được nó đã đem nó bán hết rồi, không còn gì nữa cả. Khổ quá. Vợ chồng chúng con cố gắng nuôi được cái thằng gì, thằng con thứ hai, tất cả niềm hy vọng vào thằng con thứ hai. Nó ngoan, nó học giỏi, nó rất thương vợ chồng chúng con, cho nên chúng con gì nghĩ rằng đấy là một cái niềm an ủi để cho chúng con sống. Và chúng con cố gắng làm lụng và cố gắng động viên cháu, thằng con thứ hai nó học. Năm 2015 cháu nó thi đỗ vào một cái trường đại học khá nổi tiếng, đó là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cả gia đình vui mừng, khuyên nó đi học thì nó cứ lo, nó bảo là gia đình không có điều kiện như thế này, con đi học khổ cho bố mẹ, hay để cho con, thôi thì con không đi học, con đi làm, đi học nghề, học thợ con làm. Thế bố mẹ bảo không, khổ thế nào thì khổ, bố mẹ vẫn lo được cho con gì, một tháng đôi 3 triệu để cho con đi học. Học hết năm 16 sang đầu năm 17 thì tự nhiên là gì, nó ốm. Nó ốm, nó cứ buồn nôn, nó trắng mặt và nó bỏ ăn. Đem đi khám, đem đi khám thì bác sĩ bảo là cháu nó bị cái, bị u não, tức là bị gì, bị ung thư não đó, bị ung thư đó. Và khi phát hiện ra thì được chưa đầy 1 tháng thì cháu nó gì, ra đi. Khổ. Đấy là khổ đấy các quý vị. Khổ đấy các quý vị. Sinh được 2 đứa con, thằng lớn thì gì, thì hư hỏng. Còn cái kì, 1 đứa thứ 2 mà gì, nó học giỏi, ngoan hiền, là cái niềm mong mỏi, một cái niềm hy vọng cuối cùng của người làm cha làm mẹ, thì căn bệnh quái ác thế kỷ nó lại gõ cửa và cướp đi nốt đứa con gì, đứa con ngoan hiền ấy, gọi là khổ. Cái khổ của thằng con lớn hư hỏng chưa qua, niềm hy vọng le lói một chút thì nghiệp chướng lại lấy đi mất đứa con thứ 2 của ông bà. Mất khoảng trên 40 gần 50 tuổi thôi các quý vị, nhưng mà nhìn bà ấy khắc khổ như là người 60-70 tuổi. Vì gì? Lo cho con. Rồi nói đến đấy bà ấy gì, bật khóc, bảo là sau khi cái thằng con thứ 2 nhà con đó, nó mất đi mới được có mấy tuần nay, chồng con nghĩ ngợi nhiều quá, bỏ ăn bỏ uống và nằm suốt ngày ở trong nhà, không nói năng cái gì, giống như là người bị tự kỷ. Cho nên lên đây xem gì, con nghe bạn bè và nghe mọi người nói là gì, chỉ có thầy mới cứu được thôi. Thì tôi bảo là cái này thì thực sự mà nói thì thầy ấy thì cũng không có phép màu gì để cứu cho thằng con trai lớn của bà hết nghiện ngập ma túy đâu. Đến Phật Bồ Tát thì cũng bó tay chứ đừng nói gì thầy. Còn thằng con trai thứ 2 đã mất rồi, thầy cũng không có phép màu gì để đưa nó lại với cuộc sống của gia đình, với ông bà được. Cháu nó đã mất rồi, không thể lấy lại được. Nhưng thầy chỉ có một cái cách, đó là nếu mà ông bà mà thực sự thương con thì về tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gì, cho con nó sớm được siêu thoát, khuyên con nó sớm được đi siêu thoát, đi đầu thai về gì, về cõi lành đi, về cõi trời cõi người đi. Đừng có gì, có thương bố mẹ mà vật vã ở lại ở dưới cõi âm qua 49 ngày thần thức không đi đầu thai được, Không đi đầu thai được, tức là nó phải coi cái ngôi mộ nó là gì? Là cái nhà của nó. Và nó sống ở cái kiếp gì? Kiếp ma quỷ ở dưới cõi âm, lang thang, lây lất, đầu đường, xó chợ. Còn khổ hơn nữa. Cái đó thầy có thể giúp được. Và thầy có thể cùng chư tăng trong chùa trợ duyên cho bà gì? Ghi tên tuổi địa chỉ của cháu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, mộ chôn ở đâu. Các thầy tụng kinh Địa Tạng cũng gì? Cũng chú tâm hồi hướng cho linh hồn của cháu nó sớm được siêu thoát cùng với bà. Và bà cũng về động viên ông, thỉnh lấy cái đài gì? Thỉnh lấy quyển kinh về mà tụng, thỉnh cái lấy đài về cho ông nghe giảng. Đấy tất cả đều là gì? Duyên nợ với nhau đó. Đều là duyên nợ đó các quý vị. Bà cứ khóc bà bảo con nghe người ta nói là thầy giỏi lắm, thầy có thể cứu được nhà con. Đúng, thầy thì không giỏi nhưng mà có thể cứu được. Nhưng mà cứu phải gì? Không thể cứu làm cho người chết sống lại, làm cho người nghiện gì? Người nghiện bỏ thuốc. Thầy không thể làm được điều đó. Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật cũng không thể làm được điều đó. Mà chỉ có gì? Mang băng giảng về cho nó nghe, xem nó có nghe không, nó nghe nó hiểu. Nó hiểu nghe 102 bài giảng kinh Địa Tạng, nó hiểu được ra cái gì? Cái đạo, cái phận làm con và cái đạo làm con đối với bố mẹ phải như thế nào. Nếu nó hiểu, tự nó phát nguyện. Nó phát nguyện nó sẽ gì? Sẽ không đi theo đám bạn xấu. Và nó phát nguyện là gì? Nó đi cai nghiện, nó làm lại cuộc đời. Thì cái đó thầy thì mới là thầy cứu được. Nó nghe thầy giảng và nó nhất tâm nó gì? Nó tín Phật, tin thầy nó gì? Nó phát nguyện đi cai nghiện và không chơi với đám bạn xấu, nhất định không gì? Không hút hít trở lại nữa thì mới được. Trong khóa tu mùa hè, các cháu học sinh, sinh viên của chúng ta, chùa chúng ta có mấy trường hợp làm được cái điều đó các quý vị. Có những cháu nó thuộc dạng là đầu bò, đầu biếu, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, vác căn xăng gì, vác dao, vác mã tấu để đến nhà người ta sẵn sàng kêu cái ông 50-60 tuổi là mày tao. Mày không trả nợ tao chém chết cả nhà mày. Mày không trả nợ tao gì tao đốt sạch cả nhà mày. Nhưng lên dự khóa tu nghe thầy giảng, nghe các sư gì, nghe các sư tâm sự, động viên, nó về gì? Nó phát nguyện, nó bỏ hoàn toàn cái việc đó. Và bây giờ thì hàng ngày nó tụng Đệ Tử Quy để học đạo đức làm người, niệm Phật để gì? Cho tâm gì? Được thanh thản. Đấy, như thế thì gì? Mình mới độ được nó. Gọi là Phật độ chúng sinh thì độ những người có duyên. Chúng tôi cũng vậy, thuyết pháp như thế này ai có duyên thì nghe được và họ tu tập theo, họ phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giới hành thiện theo, thì đó mới là gì? Mà độ được họ. Còn bây giờ chúng tôi không thể lên tụng kinh chỉ chú umbala thì gì? Vào gì cái tờ giấy viết vài chữ vào đây lá bùa để mang về cho gì? Cho thằng con trai nó đeo vào là nó hết nghiện đấy. Không bao giờ có cái việc đó các quý vị. Đến gì? Đến 10 phương ba đời chư Phật có hiện ra trước mắt nó mà bảo gì? Mà niệm chú hay đọc kinh để cho gì? Nó không nghiện nữa cũng không có đâu các quý vị. Chỉ có một cái duy nhất là gì? Đem chính pháp nói cho chúng sinh nghe, đem nói cho họ nghe và họ nghe được. Tự họ gì? Nhận ra cái lỗi lầm của họ, phát bồ đề tâm thì mới độ được họ thôi. Đó. Thế nhưng mà nói đi nói lại rồi cụ ấy vẫn cứ gì? Cứ bảo là con nghe, bảo nói là thầy giỏi lắm, thầy có thể độ được, thầy cứu được. Mình cứ giải thích mãi thì người ta vẫn cứ gì? Cứ bảo là nghe người ta nói là thầy giỏi lắm, thầy cứu được. Đấy, khổ lắm. Nhưng rốt cuộc lại tôi gì? Bình thường những người khác là gì? Tôi mắng đấy, tôi đuổi ra khỏi phòng đấy. Nói dai, nói dài, nói mãi mà chẳng hiểu là tôi thì tôi mắng, tôi đuổi ra khỏi phòng đấy. Không tiếp nữa. Nhưng cái trường hợp đấy gì? Khổ. Cái khổ này chồng lên cái khổ kia. Thằng con lớn thì nghiện, thằng con trai thì mới mất. Ông chồng thì thương con quá cho nên bỏ ăn bỏ uống, nằm ở trong phòng như là tự kỷ, không nói không rằng gì. Mà lâu như thế sẽ bị bệnh. Nhẹ thì tự kỷ, nặng thì thành gì? Thần kinh tâm thần đó. Thì bà ấy còn khổ nữa. Cho nên tôi bảo là thôi về cứ tụng kinh niệm Phật đi. Nhưng mà nói mãi bà cứ muốn là có một cái phép màu gì đó, có một lá bùa hoặc có một câu thần chú, hoặc là có một cái phép màu gì đó để mình uống ba la một cái thằng con trai cả là gì? Không nghiện nữa. Ông chồng thì gì? Tươi tỉnh trở lại. Và thằng con trai thứ hai của gì? Của mình chết rồi, đồi đất đi lên đấy. khổ lắm, là hiểu Phật Pháp như thế mới đau tôi chứ lệ. Đấy, các Phật tử chúng ta tuyên truyền thầy của mình như thế là gì? Là giết tôi đấy. Đừng có tuyên truyền thầy nhà mình giỏi, đừng bao giờ đi tuyên truyền thầy mình giỏi, mà phải tuyên truyền gì? Nghe Pháp tu tập nhiệm màu lắm, nghe Pháp tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu lắm, làm theo lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Địa Tạng dạy á, nhiệm màu lắm mới được. Đừng có tung hô là thầy nhà mình giỏi lắm. Họ đến, thầy không làm được, họ gì? Họ thoái tâm, mất niềm tin. Nghe mấy bà ấy, giới thiệu là mấy bà Phật tử của thầy đi về mà thầy giỏi lắm, thầy có thể làm được tất cả. Nhưng đến thì thầy lại không làm được cái gì cả. Cho nên gì? Họ mất niềm tin vào Phật Pháp. Đừng có tung hô thầy một cách là quá như vậy. Nói về kinh này, công đức thọ trì đọc tụng kinh này, làm này, khuyên họ dạy theo. Đó, thì khuyên hoài thì mới khuyên được Phật tử đi xuống phòng thông tin thỉnh quyển kinh Địa Tạng, mấy cái đài để gì? Để về để cho ông nghe Pháp. Và nếu mà hôm nào thằng con lớn nó về á, khật khừ nó về á, mà nó ngồi ăn cơm cùng á, thì mở lên cái lúc chọn một cái đoạn nào mà phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình á, mở trước cho nó nghe. Đừng có vội bắt nó phải gì, phải nghe hết cả 102 bài giảng kinh Địa Tạng. Chắc là nó gì? Nó đập luôn cả cái đài mất. Đấy, mở một cái đoạn ngắn cái lúc cả nhà cùng ăn cơm đấy, mở lên cho gì? Cả nhà cùng nghe. Đấy. Giống như năm ngoái năm kia, tôi nói với các quý vị, năm 2013 mà có cái ông ở ngoài Sơn Tây mà hai vợ chồng rất là gì? Yêu thương nhau. Vợ thì vào đấy đi tụng kinh, đi theo pháp hội đó. Ông chồng thì lúc đầu nó cũng hoan hỉ, cũng đưa vợ đi. Nhưng đặc biệt ông chồng đó thì chỉ đèo bà vợ vào đúng tới cái cửa chùa Khai Nguyên ở ngoài cái cửa cũ đấy, không bao giờ vào trong đất nhà chùa. Đỗ xe bên ngoài thôi, bảo thôi dừng xe máy đó, bà đi vào đi, tôi đi về. Chiều lại mấy giờ bà về, đến đón cũng đứng đúng ở đấy đó. Vì ngày xưa ông là quân đội mà, nghỉ hưu mà, bộ đội nghỉ hưu, cho nên hai vợ chồng đều nghỉ hưu rồi. Đèo vợ đến đúng phía ngoài cửa cái chỗ mấy cái cô bán hàng bây giờ, đến đúng cái chỗ đấy mà cái dừng xe lại, không bao giờ bước vào trong chùa. 2013 có pháp hội Trung Phong cầu siêu cho thai nhi, cái năm đó 2013 ấy, người làm ở trên chỗ Tam Bảo, trên chùa Dở đó. Thì hôm đấy, mấy hôm trước thì bà cụ hỏi tôi là con không biết làm thế nào để độ cho ông chồng nhà con, cho ông vào tới chùa ông gì, ông thấy Phật ông chắp tay ông A Di Đà Phật một câu thôi, nhưng mà ông không vào. Con nói thế nào thì nói ông cũng chẳng phản ứng là gì, thế nào nhá, con bảo ông vẫn đèo con đi, nhưng mà ông không bao giờ vào tới chùa, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Thế tôi bảo là mọi khi á, là những cái ngày lễ bình thường, lần này pháp hội đông người, tức pháp hội đó nó cũng có 2-3 nghìn người mà nó cũng đông người, thế bà phải tìm mọi cách là lần này chỉ phải cho ông ấy đèo bà vào. Và bà phải nói là gì? Pháp hội lần này pháp hội đặc biệt, mà năm mới có một lần, ngày đấy ít tổ chức ít mà, năm mới có một lần, phải nói với ông như thế. Cho nên á, thôi hôm nay thì cái pháp hội này làm lễ cầu siêu báo hiếu cho gia tiên tốt lắm, cho nên thôi ông thì ông làm sớ đi, ông làm sớ đi để vào để hồi hướng cho gì, cho cụ nội cụ ngoại các cụ nhà mình. Đó. Phải nói là thầy nói phải là tự tay người con trai viết sớ cho các cụ thì mới tốt, còn con dâu viết sớ thì cũng tốt nhưng mà không bằng con trai viết sớ. Ấy nó phải nói đi đấy, tìm cách để làm sao để độ cho ông ấy. Thế là nói thì thế tối hôm đấy ông lấy cái quyển gia phả ra thì ông thì cái quyển gia phả của gia đình đó, tự tay ông viết thành tờ giấy thật. Sáng hôm sau đèo vả thì đến đấy, ông bảo thôi bà vào đi, thế tôi đi ra đây có việc. Thế bảo không, anh là viết sớ, bảo anh viết sớ, anh viết rồi bây giờ anh phải mang vào gì, anh đưa cho gì, cho cái tổ sớ. Phải khéo từng bước như thế, bảo là đưa cho tổ sớ. Thế là gì, ông thì ông ngần ngừ một tí thì ông thì thôi cũng dừng xe ở đấy và đem cái lá sớ đưa vào cho tổ sớ. Đem đưa cho tổ sớ rồi thì bắt đầu thì viết sớ, thì mấy Phật tử mới nhận sớ, mới viết sớ rồi các thứ. Nhận sớ viết xong cái trường hợp này thầy đã bật đèn xanh trước cho bà ấy rồi. Bà bảo bà là gì, viết sớ xong bình thường những người khác thì rồi họ đi vào lễ hay như thế nào đó, những cái trường hợp này bà phải đứng phải dặn Bà nào viết sớ xong thì bảo với ông á, ông phải tự gì đội sớ vào trong gì, vào trong ban lễ kia mà gì mà đặt à, thì các cụ mới chứng cho, Phật mới chứng cho à. Thế là gì, các vị biết không, ở trong cái điều kiện mà tiến thoái lưỡng nan, đội sớ và để dâng sớ lên Phật để gì, để siêu độ cho bố mẹ của ông ấy mà ông ấy từ chối, thì các cụ có khi người ta lại nghĩ là ông đứa con bất hiếu. Cho nên gì, cái tôi ở trong gì, trong ông ta nó quá lớn, nó không thể để cho cái bà Phật tử viết sớ đánh giá mình là đứa con bất hiếu được. Cho nên ông không nói không rằng là gì, bưng đĩa sớ lẳng lặng mang vào dâng lên trên ban thờ Địa Tạng. Và khi mang vào á, thì một cái vở kịch nó gì, nó chảy dài từ ở ngoài cửa cho đến ban sớ, rồi cho đến gì cả chỗ ban sớ nữa. Bà Phật tử ở ban trật tử đứng ở đó bảo gì, dâng sớ xong á thì cụ phải vái gì, phải ba vái à. Thế thì nghe cái Phật tử ở trong cái ban trật tử bảo gì, dâng sớ xong cụ phải bái ba vái, thì chẳng nhẽ gì nó bỏ đi ra, bắt buộc ông là gì phải chắp tay gì bổ cho mấy cái à, bổ mấy cái không quý rồi các quý vị. Đấy, ngày thứ nhất của pháp hội ông bổ được Phật mấy cái, ngày thứ hai tôi bảo bà ấy gì, bà đừng có đi sớm, bà để cho gì bắt đầu để thầy lên giảng đó thì bà mới gì, cái thời gian mà thầy lên là khoảng 8 giờ 8 rưỡi thì bà mới bắt đầu gì bảo ông đèo vào. Đấy, thế chứ đèo vào, thế là bảo gì, thôi bảo hôm nay vào đây thì hôm nay gì, bảo là hôm nay vào đây thì em là không ở được cả ngày đâu, em chỉ vào dâng lễ một tí thôi, xong gì xong rồi thì đi về để có việc, hôm nay nhà bà bạn lại có cái đám cưới của đứa con cho nên về đi mừng, nhưng mà thì em vào dâng lễ thắp hương các cụ một tí, thì không đi được 3 ngày, thì cả 3 ngày thôi, đi 2 ngày rưỡi. Thế thôi anh đèo em vào tí, thế là đèo vào thì hôm qua thì nó phá cái ngưỡng cửa là gì, mấy lần trước đèo vào như pháp hội tụng kinh hay những khóa lễ bình thường thì dừng ở cửa, phá cái ngưỡng cửa đó là vào tới ban sớ, thậm chí vào trước cửa Tam Bảo, vào trước ban lễ và còn chắp tay bổ Phật được mấy cái rồi, phá lệ rồi. Lần này đèo vào thì vợ bảo là làm cái quả là gì, vào một tí thì thắp hương xong về thôi, thế thì hai vợ chồng mình cùng vào thắp hương đó. Vào lần thứ hai thì cái khi mà hai vợ chồng vào thắp hương thì gì, mình đăng giảng hay ít nhiều không được gì, khoảng 5-10 phút gì nghe giảng được vài câu bập bập bóm bóm. Thế là mình giảng đến cái đoạn đấy lại nói về cái công đức của gì, của các chiến sĩ, cái bộ đội gì, những người có công với tổ quốc á. Thế là gì, cùng với gam của ông ấy, ngày xưa ông là lính mà. Thì mình giảng là mới đi làm lễ ở trên Điện Biên về, cái năm 2013 làm lễ cầu siêu trên Điện Biên về, mà làm lễ ở trên Điện Biên á thì có nhiều cái gì, cái sự thù thắng ở nghĩa trang đồi độc lập của Điện Biên Phủ, mà thậm chí là đến bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh còn phải gì, còn phải đi ra tận nơi nghe dân tình gì nói về cái pháp hội thù thắng quá, phải ra tận nơi để thắp hương. Thắp hương xong cái bác gì, bác Trương là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy á, nhận được điện thoại của đương kim tổng bí thư, lúc đó là bác Nguyễn Phú Trọng, bây giờ đó bác mới vào khóa đầu. Đương kim tổng bí thư gọi điện cho bác gì, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, hỏi về cái việc làm lễ tri ân báo ân anh hùng liệt sĩ. Nghe anh con trai của bác Giáp á, con trai của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đi về báo cáo lại tình hình lễ lạc, là đàn lễ là như thế. Thế cho nên á, cụ tổng bí thư cụ gọi điện, cụ chúc mừng. Mình đang đến cái đoạn mà nói đến cái đoạn đó thì ông ấy nghe thấy câu được câu không, ông nói thì cái thứ nhất, sư lên làm lễ tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang đồi độc lập ở Điện Biên. Cái thứ hai, từ bí thư chủ tịch tỉnh còn khởi tín tâm. Cái thứ ba là gì, đến đương kim tổng bí thư còn gọi điện để hỏi thăm và chúc mừng. Thế là cái gì các vị biết không, ngại, nhưng mà vì yêu vợ thương vợ cho nên cố đưa vợ vào chùa. Nhưng mà ông nghe được mình nói, tay được tay không, nghe được mình nói cái ngày thứ hai đó như thế, về chắc chắn là cả đêm hôm đó có khi ông không ngủ Ngày thứ ba, vợ bắt đưa vào và bảo gì? Thôi anh đi vào. Anh có vào nghe Pháp không? Ông không nói không đằng thế mà thôi bà vào đi, tôi đi lang thang ngoài này. Thế là ông đi, vợ vào thì ông cứ đi lang thang ở ngoài. Nhưng mà đi lang thang không quá xa. Ngày đó ngôi chùa của chúng ta là chưa có tường, vừa có mấy cái cột đúc lên thôi, và một cái mái đằng sau thôi, căng cái bạt, bên cạnh vẫn bỏ trống hết. Ông cứ đi lang thang ở ngoài để giả vờ ngắm cảnh, nhưng thực tế là loa của mình gì? Loa của mình để to tứ phía để mọi người ngồi đứng hết bên ngoài hàng trăm mét vẫn có thể nghe được gì? Nghe được bài giảng. Thế là hết bài giảng của ngày thứ ba, ông không ra về nữa mà ông ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong, các vị biết không, vào thời đệ nhị là buổi chiều đó, ông một mình ông vào, ông núp vào cái cột ấy, ông ngại bà với ngại các Phật tử nhìn thấy, ông một mình ông núp vào cái cột, ông cũng cầm quyển Trung Phong Tam Thể Niệm ông gì, ông giờ ông đọc với mọi người. Đấy. Thế độ chúng sinh đó các quý vị. Thời mạt Pháp đấy nó khó như thế đấy. Chúng ta phải kiên nhẫn, thậm chí là phải có nhiều gì, nhiều cách để độ những cái người mà có cái tâm là cang cường, ương bướng. Cho nên á, hôm rồi tôi bảo cái bà Phật tử kia là bà về bà cứ gì, bà cứ đọc và nghe giảng. Cái lúc ăn cơm, bà chọn lấy cái đoạn nào hay nhất và phù hợp với gia đình mình nhất, hoàn cảnh gia đình mình nhất á, bà mở ra cho cả chồng và cả thằng con mà nghiện ngập đó thì cùng nghe, cùng nghe. Đó. Đấy là một cách gì? Cách độ đấy. Độ họ đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Phật nói là, Phật bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương là Bồ Tát Địa Tạng dùng rất nhiều các phương tiện, trải qua hàng hà sa số ức kiếp để vì chúng sinh, để gia hóa, cứu độ cho họ được thoát khổ. Tôi đang nói về khổ của một Phật tử mà ở dưới Hà Nội đi lên kể với chúng tôi câu chuyện lúc nãy đó. Khổ là như thế đấy. Tức là cái khổ này chồng đến cái khổ nọ chưa qua cái khổ kia là gì? Là kéo đến. Đó, trong cuộc sống này chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc, gia đình chúng ta đang của cải sung túc, giàu có, tiền của dư thừa, nhà lầu xe hơi không phải thiếu cái gì, đó là sướng. Vợ chồng gì không có xung đột gì, con cái thì ngoan hiền, đó là sướng. Đúng, trước mắt thì đó là sướng đó. Nhưng một ngày nào đó, một người nào đó trong gia đình chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, nằm lên trên giường bệnh mà ra đi trước, tất cả những người còn lại khóc thương khổ sở vô cùng đó các quý vị. Đó là hoại khổ đấy, và tử khổ đó các quý vị. Cái sự chia lìa, yêu thương mà phải xa lìa nhau là khổ đấy các quý vị. Đó. Chứ đừng có nghĩ rằng á, nhà lầu xe hơi, vợ chồng gia đình con cái yêu thương đầm ấm là gì? Là hạnh phúc đến mãi mãi, hạnh phúc đến gì? Đến đầu bạc răng long. Không, đừng nghĩ như thế. Đức Phật nói trong kinh là sống và chết giống như chỉ ở trong một hơi thở vậy. Hít vào không thở ra nữa đã là qua thế giới bên kia rồi. Không phải ai cũng gì? Cũng sống được đến đầu bạc răng long đó các quý vị. Phật nói ở gì? Nhìn ra ngoài nghĩa địa có rất nhiều những gì? Những tấm bia mộ là có khi mới 15, 18, đôi mươi tuổi. Thậm chí có những đứa trẻ mới gì? Mới lọt lòng mẹ đã gì? Đã qua đời rồi các quý vị. Cho nên sự vô thường, sinh tử tấn tốc như vậy, Phật dạy chúng ta gì? Phải luôn luôn nhớ nghĩ đến nó để mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu nhân tích đức. Ngay trong cuộc sống này, ngay trong ngày hôm nay, ngay trong giờ này và ngay trong giây phút này, ngay trong hơi thở này. Đó. Đừng có hẹn đến ngày mai mới làm việc thiện, đừng có hẹn đến năm sau mới làm việc tốt, đừng có hẹn đến gì có tuổi già mới tu. Ngày xưa tôi đang đi học, tôi đọc thấy một cái câu chuyện. Có một vị thiền sư, thì ở trước cửa chùa đó thì có một bác thợ rèn. Thỉnh thoảng ấy, cái bác ấy vừa thường hay vào chùa để xin nước ở trong bể của nhà chùa ra để gì? Để tôi giao á, tôi cuốc tôi giao á, thợ rèn mà. Thì làm cái chỗ lò rèn ngay trước cửa chùa. Ngày xưa thường ngày xưa là cái chợ họ hay họp trước cửa chùa, nhiều chùa như vậy họp ngay trước cửa chùa luôn. Đấy, cái chùa Ngọc Tân ngày xưa tôi ở dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Nội, Hà Tây ngày xưa Hà Nội bây giờ, thì cũng họ họp cái chợ ngay trước cửa chùa. Có chợ là có chùa, có chùa là có chợ ở đấy. Thế cho nên cái bác lò rèn ngày xưa, cái câu chuyện tôi được học, được đọc đấy, thì cái bác lò rèn ở ngay trước cửa chùa, và thường hàng ngày là hãy vào trong chùa để xin nước, xin xách một xô nước ra để tôi giao mà. Đấy, thì qua lại thì có những hôm hòa thượng cái vị thiền sư đó rối rỗi ấy, thì bảo là thôi thì bác hôm nay thì có đông khách không? Thì bảo không, thưa hòa thượng là hôm nay còn không đông khách lắm, thế vào đây uống nước đã. Thế thì rối rối vào đây uống nước đã. Qua cái chỗ thì tình cảm lâu ngày như thế, cả vị hòa thượng với bác thợ rèn này cũng rất là thân nhau, thân nhau mấy năm như thế. Nhưng mà chưa bao giờ thì hòa thượng ấy khuyên gì, khuyên cái bác thợ rèn cái gì tụng kinh hoặc là niệm Phật cả. Nhưng mà một hôm nhân duyên nó đến ngồi uống nước với nhau lâu, trò chuyện cả chuyện gia đình và chuyện xã hội các thứ. Xong rồi thì hòa thượng mới bảo rằng thôi thì năm nay thì cụ đã bao nhiêu tuổi rồi? Bảo bạch hòa thượng, con năm nay cũng hơn 60 rồi, lập gia đình muộn, con nó cũng còn nhỏ, hơn 60 rồi. Thế hòa thượng bảo xem ra hơn 60 thì cũng không phải ít nữa, thôi thì ông có thể niệm Phật được không? Bảo cái vị thợ rèn, cái bạch hòa thượng á, con thì cũng là rất muốn tu, cũng rất mộ đạo Phật, mến mộ đạo Phật, rất muốn tu. Nhưng mà vì á, gia đình nhà con nó còn gì, nhà con nó đi sớm, để lại cho con một mình 3 đứa con. Cho nên á, bây giờ á, cũng chưa đứa nào lập gia đình. Có một cái đứa lớn á, thì nó bảo cuối năm nay thì lập gia đình. Thôi thì bạch hòa thượng ấy thì cứ để cho con thư một thời gian đó. Thì hòa thượng từ đó tôi không nói gì. Đến cuối năm ông lập gia đình cho đứa lớn. Sang đầu xuân, buổi khai trương xong thì chưa có khách mấy, hai thầy trò lại ngồi nói chuyện với nhau. Hòa thượng lại bảo là thôi thì thôi sang năm nay ông thêm tuổi rồi, đứa lớn thì lấy vợ rồi, thì năm nay thì ông tu được chưa? Bạch hòa thượng thì con lại đứa lớn, thì tuy rằng đứa lớn thì mới lập gia đình, nhưng nó cũng chưa yên bề gia thất, lại còn gì mà thằng thứ hai và con thứ ba nữa, nó cũng gì lớn cả rồi, nhưng mà mãi nó vẫn chưa lập gia đình, kinh tế gia đình. Nó bảo thằng cả lấy vợ mãi thì nó mới lấy, thằng hai thì nó bảo là bao giờ thì có nhà riêng thì con mới gì mới lấy, còn đứa thứ ba thì nó là phận gái, thì không thể là trâu đi tìm cọc được, có ai đến thì mới gả, chứ không tự nhiên là đem đi giao được, giao bán là đó. Cho nên thì hòa thượng thì thôi thì để cho con thư thời gian nữa. Mấy tháng sau có người đến hỏi cô con gái út của ông ấy để mang về cho. Thì ngày xưa thì chúng ta biết, ngày xưa thì không có cái chuyện là yêu đương nhau mà cưới thì ít lắm. Đa số là người lớn gì ạ, bà mai bà mối đó, và người lớn là gì, làm mối cho, và gì hai bên thì người lớn gật thì con cái là phải theo. Thế cái trường hợp này cũng thế. Thì có người bà mai bà mối đến bảo có thằng con trai của cả cái nhà ông ở hàng đầu xóm á, thì nó rất thích, nó bảo tôi đến để nói chuyện với ông, ưng thì gả này. Thì ông đến, ông một hôm đến hỏi, nói với hòa thượng là đây, may quá hòa thượng, cái đứa con gái nhà con rồi, có cái bà mai bà mối tên đấy đến hỏi cho cái đứa con trai đầu xóm, hòa thượng theo hòa thượng đi thế nào. Hòa thượng bảo được đấy, cái thằng con trai nhà đấy nó gì nó được thôi, thì ông thấy được thì gả đi, cũng nhiều tuổi rồi, ngoài 20 rồi. Ngày xưa một con gái ngoài 20 là khó lấy chồng rồi đấy. Đó, cho nên là gả đi. Gả xong á, cưới xong một thời gian, mấy tháng sau thì lo công việc xong thì hôm thì bà hòa thượng bảo đấy, thằng con cả thì lấy vợ rồi, đứa con út cũng gì cũng gả chồng rồi, bây giờ còn mỗi thằng thứ hai nữa, bây giờ thôi ông tu dần đi. Bà bạch hòa thượng, con cũng nghĩ đến việc đó rồi, nhẹ việc gia đình cũng nhẹ gánh, nó có thể tu được rồi. Thế nhưng mà mấy tháng sau thế hỏi thì bây giờ thế nào, tu được chưa, niệm Phật được chưa? Bạch hòa thượng, con đấy hôm rồi lại thì nghe cái thằng con trai nó bảo sang năm là gì Thằng thứ hai nó bảo bố cố gắng làm đi cho con thì sang năm mới làm cái túp nhà, cái lều nhỏ nhỏ để cho gì, cho con cưới vợ, con có bạn gái rồi, con thích người ấy rồi, người rồi vân vân đó, sang năm thì cưới. Thế cho nên Bạch Hòa Thượng dạo này thì con gì phải lao đầu vào lòng cả ngày cả đêm để cày làm sao đó cho gì, cho từ giờ đến Tết thì sang năm mới để làm được cái ba gian nhà nhỏ nhỏ ra cạnh vườn để cho thằng con thứ hai nó lấy vợ nốt thì xong con mới tu. Thế Hòa Thượng bảo thế cũng được. Một hôm á thì cứ thường cứ thấy ông ấy vào lấy nước buổi sáng, vào phiên chợ thì ngày xưa thì 3 hoặc 5 ngày là chợ phiên, nhưng lần này thì gì 2-3 phiên chợ chẳng thấy ông vào lấy nước. Thế hỏi hàng xóm thì bảo là gì ông ấy ốm, đang ốm gì không đi làm được. Mấy hôm sau thì nghe thấy tiếng gì, tiếng trống kèn. Cụ Hòa Thượng hỏi các Phật tử là ai đấy thì bảo gì ông thợ rèn gì vừa mới qua đời. Đấy, ông thợ rèn vừa mới qua đời. Đấy là vô thường đấy các quý vị. Vô thường nó có hẹn chúng ta không? Nó không hẹn chúng ta là lo hết Phật sự cho gì, phần sự cho gì thằng lớn con nhỏ, rồi thằng thứ hai đã thì nó mới bắt, rồi tu một thời gian nó mới bắt. Đâu nó có hẹn đâu. Thằng lớn lo được, con út lo được, thằng thứ hai lo chưa xong nó gì, quỷ vô thường đã đến gì, đến bắt mất rồi. Đó, mà tu thì có gì đâu. Cũng một câu chuyện của ông thợ lò rèn ở bên Trung Quốc. Cái câu chuyện này là bên Trung Quốc, câu chuyện lúc nãy là Việt Nam. Câu chuyện bên Trung Quốc thì ngày xưa cũng có một vị hòa thượng, một vị thiền sư, có cái chùa trước cũng có một ông lò rèn. Ông lò rèn cũng thường vào trong chùa gì, xin nước để đánh dao đánh cuốc, rèn dao rèn cuốc vân vân đó. Nhưng mà cái vị thiền sư đó lại cảm hóa được cái ông thợ rèn đó bằng cách gì, mỗi một câu niệm Phật, giơ búa lên là gì, đập là gì, bụp bụp Di, bụp Đà, bụp Phật. Cứ một cái búa là đập gì, A Di Đà Phật. Mà không ngờ từ ngày mỗi khi ông bụp, ông bụp Di Đà Phật một cái á, chỉ cái dao cái cuốc của ông ấy rất là gì, rất là tốt. Nó lại thế cơ. Ông càng niệm Phật nhiều thì cái dao cái cuốc của ông thì càng đắt hàng. Mà cứ niệm như vậy, cứ mỗi một ông càng thấy đắt hàng á thì ông này gì, càng đánh nhiều. Mà càng đánh nhiều thì ông càng niệm nhiều. Một ngày ông vào ông báo với vị thiền sư, với vị hòa thượng đó rằng Bạch Hòa Thượng, nhờ là thầy gì dạy cho con cách là gì, vừa đánh dao vừa niệm Phật. Mà hôm qua A Di Đà Phật báo với con là 7 ngày sau vào giờ ngọ thì sẽ đến đón con. Nay gì con đến con chào Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng đã dạy con cái cách gì, vừa rèn dao vừa niệm Phật. Và đúng 7 ngày sau vào giờ ngọ, ông ấy tắm rửa sạch sẽ bảo với con là bố đi đây. Thế con và con không biết là bố đi đâu, mà bố đi ăn cỗ hay bố đi đâu? Bảo không, bố đi một nơi rất xa. Đi một nơi rất xa, bố đi về nhà. Con bảo thế nhà bố đây rồi thì bố làm sao đấy? Con phải gọi thầy thuốc không? Bảo không, con không phải gọi thầy thuốc đâu. Con chỉ gì, đúng giờ ngọ con ra gọi Hòa Thượng ở chùa về đây cho bố. Thế là vào đầu giờ ngọ đứa con ra, giữa giờ ngọ, gần giữa giờ ngọ thì Hòa Thượng nhanh chóng đi vào. Vì hôm trước nghe ông ra chào, ông biết Hòa Thượng biết là gì, ông này sẽ vãng sinh. Cho nên đi vào gì, vào tới nhìn thấy Hòa Thượng một cái thì ông này lễ Hòa Thượng 3 lễ và quỳ chắp tay ra đi một cái gì, nhẹ nhàng. Đó, cũng là một câu chuyện mà ông thợ rèn. Nhưng mà ông thợ rèn gì, nghe theo một vị thiền sư, một vị hòa thượng, mỗi một cái búa đập bụp một cái thì beng một cái thì beng một cái thì Di, cho đến beng một cái thì Đà, beng một cái thì Phật. Cứ như thế mấy năm trời, càng đánh ra bao nhiêu thì dân mua hết bấy nhiêu. Cho nên càng ngày ông càng gì, càng đánh nhiều. Thậm chí trước đây đấy, đến phiên chợ phiên ông mới ra làm, bây giờ làm cả ngày, thậm chí làm cả đêm. Mà làm nhiều như thế đồng nghĩa là ông niệm Phật được gì, được nhiều. Kinh tế gia đình gì cũng ổn định mà khá giả lên. Cho nên Phật độ ông từ gì, độ từ những cái cuộc sống rất bình thường đấy. Cái dao tự nhiên lại sắc hơn, cái cuốc cái xẻng lại tốt hơn. Cho nên dân thì họ mua về họ dùng họ tốt hơn. Bảo đấy ông này tay nghề càng ngày càng cao, cứ mách đến đó mà mua. Thậm chí ở hàng làng bên cạnh, cái chợ bên cạnh họ không mua, họ cứ đến cái chợ đấy gặp ông ấy để mua. Cho nên kinh tế thì ổn định lên. Một thời gian sau công đức niệm Phật viên mãn A Di Đà Phật, trong giấc ngủ hoặc là gì, hoặc là lúc gì ông ngủ mơ như thế nào đó, bằng cách nào đó thì cái câu chuyện không nói rõ. Có nghĩa là A Di Đà Phật hiện đến báo ông là gì, vào giờ ngọ của 7 ngày nữa thì ta sẽ đến đón ông. Đó, vào đúng ngày hôm đó, tắm rửa sạch sẽ, bảo đứa con là gì, bố sắp sửa phải đi. Phải đi thật xa, đi rất xa. Và còn dặn đứa con là gì, vào ra chùa gọi hòa thượng vào cho bố. Hòa thượng vào gì, lễ tạ từ hòa thượng, ba lễ xong quỳ mà ra đi, tự do tự tại vãng sinh như thế. Đó là gì, là biểu tướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tự tại vãng sinh đó các quý vị. Đó, ông Thợ Rèn vãng sinh được. Chúng ta là một Phật tử có vãng sinh được không? Vãng sinh được, nhưng phải gì, phải quyết tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Ngài mới có thể vãng sinh được. Chứ còn gì, nay đây mai đó, nay pháp này mai pháp khác. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là đứng núi này trông núi nọ thì không thể vãng sinh được. Đó, giống như tôi thường nói là gì, một số Phật tử tu theo đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta cũng mấy năm rồi, ở trên Hòa Bình nhá. Nhưng năm ngoái năm kia đó thì nghe cái đạo Phật của ông Trần Tâm á, không cần tu, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, chỉ cần tin ông thôi. Và đến khi chết á, gửi cái ảnh sang cho ông nhìn thấy cái ảnh, ông quơ qua một cái là gì, được về thượng phẩm thượng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy, có một cái pháp không cần phải tu mà vẫn được về thượng phẩm thượng sinh. Chỉ cần đấy, ông thầy gì đứng trước cái, để cái ảnh trước mặt ông thầy gì, quơ tay một cái là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về hẳn thượng phẩm thượng sinh. Cho nên bỏ đạo tràng để theo ông ấy. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật còn không dùng cái phương pháp là gì, quơ lên cái mặt của chúng ta mà chúng ta được vãng sinh một cái, đúng không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật đã viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ, phúc trí nhị nghiêm rồi mà còn không có cái năng lực là gì, là vuốt mắt chúng ta một cái là chúng ta trở thành thánh luôn. Không có cái chuyện đó. Mà Phật dạy pháp để chúng ta tu. Không có cái chuyện chết rồi mang cái ảnh đến là gì, sờ qua một cái là gì, là được vãng sinh. Vậy mà thời này lại có kẻ đi tuyên truyền là có một ông thầy là không cần phải nhìn thấy Phật tử, không cần là phải làm lễ gì, hoặc là quy hay là hướng trọ tu tập, chỉ cần người chết rồi có cái ảnh ấy, đến sờ tay vuốt qua một cái về thượng phẩm thượng sinh. Thế mà cũng có kẻ tin theo. Học Phật bao nhiêu năm nay mà vẫn gì, vẫn tin theo. Nghe thầy giảng phải đến mấy năm nay rồi mà vẫn còn gì, còn bỏ đạo để mà gì, đi theo một cái đạo là chỉ cần quơ một cái là được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh. Nguy. Học Phật như thế nhưng lại chưa học. Quy Tam Bảo 50 năm như thế coi như là gì, coi như là vẫn chưa phải là một người quy Tam Bảo vậy các quý vị. Vì niềm tin của chúng ta gì, chưa kiên cố. Đó, niềm tin kiên cố phải giống như ông gì, ông Thợ Rèn ở bên gì, câu chuyện ông Thợ Rèn của ở bên gì, bên Trung Quốc ngày xưa. Nghe hòa thượng nói mỗi một câu gì, ông cứ niệm Phật đi, niệm Phật sẽ gì, sẽ có lợi ích, niệm Phật sẽ rất tốt, niệm Phật cho ông sức khỏe, niệm Phật sẽ cho ông gì, cho ông kinh tế, niệm Phật cho ông cái gì, cái dao cái cuốc sẽ sắc, sẽ bén hơn, sẽ bền hơn, niệm Phật sẽ cho ông gì, khách hàng đến gì, đến để đặt hàng nhiều hơn. Đấy. Ông tin lời hòa thượng, ông không có hỏi thêm một câu gì, và quả thật là gì, ông được như nguyện thật. Niệm Phật cái cuốc cái dao của ông tôi ra tốt hơn thật, khách hàng ngày một đông hơn thật, sức khỏe của ông tốt hơn thật, mọi cái ông đều được hơn thật. Mấy năm sau Phật đến báo cho ông là 7 ngày nữa thì rước về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, tin và tu như thế đó thì mới được các quý vị. Chứ còn không có cái chuyện là bỏ chính pháp để đi theo tà pháp mà được thì được giải thoát được. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Phật nói Địa Tạng Vương Bồ Tát thì dạy cho gì, Các thiện nam tín nữ ở đời sau, Phật dạy là gì? Vậy nên các ở đời sau này có thiện nam tín nữ chẳng chịu làm việc thiện, chỉ chăm làm việc ác, chẳng tin có nhân quả, hay phỉ báng, hay báng phá tam bảo, giết các loài sinh linh, lười biếng thường trộm cắp. Kẻ lười biếng thì không có ăn thì phải đi trộm cắp còn gì nữa. Sống thì hoang dâm vô độ, thường nói lời vọng ngữ, tức là nói lời sai sự thật, nói lời điêu toa dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, nói lời độc ác đó. Thích say sưa rượu chè, tức là thích suốt gì, suốt say sưa rượu chè, bia bọt đó, chè chén đó. Si mê qua tháng ngày, tức là hết ngày này có tháng khác, cứ như vậy thôi, không có giác ngộ được, gọi là si mê qua tháng ngày. Phật nói là những chúng sinh như thế khi sống mọi người khinh, mọi người coi thường. Chúng ta thấy Phật nói có đúng không? Những kẻ mà say mê rượu chè, cờ bạc, đàn đúm, trộm cắp. Kẻ trộm cắp ở xã hội họ gọi là cái gì nhỉ? Gọi là anh ăn trộm, gọi là chị ăn trộm, hay gọi là ông ăn trộm các quý vị? Gọi là gì? Thằng ăn trộm, thằng kẻ trộm, đúng không? Gọi là thằng. Thằng có nghĩa là cái lời gọi là gì? Cái lời nói của thế gian là khinh bỉ, miệt thị và coi thường. Một cái nghề gì? Một cái nghề làm ăn không chính đáng, không đi làm bằng gì? Bằng tài năng sức lực của mình, mồ hôi công sức của mình, mà chỉ đi gì? Dòm dòm để móc túi, để chôm chĩa của nhà hàng xóm, của người khác. Cho nên xã hội người ta coi thường những kẻ đó, người ta gọi là gì? Là thằng. Đó, cho nên chúng ta thấy. Vì vậy mà đây Đức Phật nói ở trong kinh này, Phật nói là gì? Những kẻ đó khi sống thì bị người ta khinh. Suốt ngày chúng ta say xỉn, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, say xỉn, không biết kính trên nhường dưới. Khi say vào biết kính trên nhường dưới không các quý vị? Có biết không? Không. Đức Phật nói khi say rượu, say bia vào á, vân vân đó, uống những chất kích thích mà khi say vào á, chúng ta không làm chủ được mình. Mà không làm chủ được mình á thì có khi bố mình cũng gì? Cũng giết. Tôi mới đọc thấy một cái bài báo cách đây hơn một tháng ở trên Yên Bái. Con trai giết bố. Lỗi vì đâu? Có mỗi một cái gì? Nó đi uống rượu với bạn, nó về nó tây tây. Bố nó bảo nó ở nhà để làm cái việc này, việc nọ, việc kia gì đó, không rõ lắm. Nhưng đại ý là dạy nó, bảo nó ở nhà làm việc. Nhưng mà nó đi gì? Đi uống rượu với bạn, nó gì? Nó tây tây và về gì? Nó không làm được việc, ông chửi nó. Có gì đâu. Chửi nó khi mà nó gì? Nó đang say rượu. Mà chửi nó gì? Chửi nó đau quá, nó không chịu được, nó tức lên là gì? Nó thì nó du ông một cái, đầu đập vào tường, thế là chết. Đấy. Mà chết rồi nó sợ pháp luật phát hiện ra. Đấy, nó đem nó giấu xác đi. Nó giả vờ là gì? Là bố nó bị tai nạn chết. Nhưng mà ngành an ninh họ vẫn phát hiện ra. Đấy. Rồi một cái câu chuyện nữa, ham mê chơi bời. Một cái thằng con trong cái tỉnh nào ở mạng trên miền núi chúng ta đọc cũng là lâu lâu mấy tháng nay rồi, không để ý là tỉnh nào. Nhưng nó đi, nó nghiện gì? Nghiện đi đánh gì? Đi đánh điện tử, chơi game. Hôm nó về nó xin tiền mẹ nó thì gì? Mẹ nó bảo không có tiền và mắng nó. Chúng ta biết thế nào? Nó dùng cái sợi dây, dùng cái sợi dây nó siết cổ mẹ nó gì? Cho đến chết. Chết rồi nó moi trong túi của mẹ nó thì được gì? Được mấy triệu. Mẹ nó chết rồi nó đem cho vào trong gì? Trong cái ghế, nó thả ra nó ngồi như thế này. Và nó lấy tiền nó đi đánh điện tử. Đánh điện tử về thì nó thấy mẹ nó ngồi chết đấy gì? Nó đem vào trong nhà gì? Nó để, đem vào trong buồng nó để, coi như nằm ngủ đấy. Nó nấu cơm nó ăn gì? Ăn xong, nấu cơm ăn xong một cái nó lại tiếp tục đi gì? Đi đánh điện tử. 3 ngày sau mọi người mới phát hiện ra là không thấy bà ấy đi ra khỏi nhà. Mọi người mới đến thì mở cửa ra thì vào thấy bà ấy chết trong nhà. Thằng con trai thì vẫn đi đánh điện tử, mẹ chết, giết chết mẹ nhưng 3 ngày vẫn đi đánh điện tử các quý vị. Ác như thế, đạo đức suy đồi như thế. Ngày xưa chúng ta bố mẹ mắng có dám bỏ nhà ra đi không các quý vị? 18, 20 tuổi, thậm chí 25 tuổi, bố mẹ mắng đánh cửa trước vẫn gì? Luồn cửa sau, không có dám ra đi. Nhưng bây giờ nó chỉ học lớp 6, lớp 7, lớp 8 thôi, bố mẹ mắng nó sẵn sàng gì? Cầm cái xe đạp hoặc cầm cái xe máy nó phóng gì? Đi mấy ngày nó không về, bố mẹ lại phải đi gì? Đi tìm con. Đi tìm con nó thì cái xe đạp, cái xe máy nó mang nó cắm bố nó đi rồi nó lấy tiền nó đi chơi với bạn. Nó ngồi ở ngoài quán game, quán chat hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền gì, nó khật khờ nó bỏ về. Bản sắc văn hóa truyền thống nào của dân tộc chúng ta dạy con cháu của dân tộc Việt Nam chúng ta như thế? Không có. Không có. Một ngày nào đó tôi mong là để có duyên để ngồi được trực tiếp với gì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, hoặc là ngồi được trực tiếp với Thủ tướng thì càng tốt. Tôi sẽ nói cái điều này với gì với các vị ấy. Nếu các vị ấy tiếp thu và có những cái điều chỉnh, cái chấn chỉnh rõ ràng với cái vấn đề gì chơi game, chơi online, quán net, quán chat các thứ đó, thì các thứ ở đó thì để cho cái giới trẻ của Việt Nam mình á, nó học được những cái hay cái tốt ở trong cái công nghệ kỹ thuật hiện đại của tiên tiến của thế giới này á, thì quý hơn. Chứ cho nó học những cái đấy khổ lắm. Chúng ta cứ lên mạng xã hội mà xem giới trẻ học lớp 6, lớp 7, lớp 8. Vừa rồi khóa tu mùa hè này, các cháu học từ lớp 6 cho đến lớp 8. Hỏi rằng các con á, dùng mạng xã hội, tức là dùng mạng Facebook và chơi game online đó, có bao nhiêu phần trăm? Các vị biết khoảng bao nhiêu? Tôi hỏi đó, có bao nhiêu phần trăm các con á, chơi thì giơ tay. Các vị biết khoảng bao nhiêu phần trăm không? Trên 80%. Mới chỉ học lớp 6 cho đến lớp 8 thôi các quý vị. Trên 80% các cháu gì có phải chơi Facebook, mạng xã hội và chơi điện thoại di động. Nguy hiểm. Chiều con như thế, dạy con như vậy, thử hỏi rằng một ngày nào đó chúng ta không phải gì phải ôm đầu chịu báng. Chúng ta không phải khóc lóc trước cửa Phật mà bảo rằng, mà nghĩ rằng gì con biết là con sai rồi, lúc đó mới khóc với Phật con biết con sai rồi, nói với thầy con biết con dạy con sai rồi, thì nguy rồi, không còn nữa, không thể cứu lại được nữa. Cơ hội cứu lại rất khó. Cho nên ở đây ấy, muốn cho gì, muốn cho các con, cho cháu ta tốt ấy, các quý vị về cứ xem cái đĩa giảng, cái đĩa gì, cái đĩa mà Thiên Hạ Phụ Tử đi, cách dạy con của Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho các thầy giáo. Các thầy giáo mở ra một cái trường dạy cho các cháu gì, các cháu nhỏ từ 4-5 tuổi, 3-4-5 tuổi trở lên, học cách học của gì, học theo cách của đạo đức thánh hiền, học theo cách học của thánh hiền ngày xưa người ta học. Dạy cho một đứa trẻ, các vị biết không, 4 tuổi bố mẹ đem đến thì đem đến trường, nó nghịch, nó không chịu, nhà trường không nhận, bảo bố mẹ mang đi về dạy thêm 1-2 năm nữa xem cháu nó có lớn ý thức hơn thì nhà trường nhận. Về cả cha cả mẹ đem gì, đem bán cái nhà ở thành phố đi, thuê một cái nhà ở thật xấu, thật bẩn thôi để ở. Dạy cho đứa con trai mình nên người, dạy cho đứa con trai gì từ 4 tuổi cho đến con 5 tuổi nó đã biết gì, biết làm tất cả công việc nội trợ của gia đình, biết tự làm bánh, biết tự nấu cơm, biết tự giặt áo, là quần áo, lau nhà, quét cửa, và biết gì, biết làm, nói chung biết làm tất cả công việc trong xã hội. Một đứa trẻ 5 tuổi làm tất cả công việc trong xã hội. Chúng ta bây giờ nuôi con dạy cháu làm sao đây? 5 tuổi biết cái gì chưa? 10 tuổi thậm chí là gì? Còn chiều nó. Cháu ơi, cháu cứ tắm xong để bà giặt cho nhé. Cháu cứ tắm để tắm xong để quần áo bà giặt. Ôi giời, thương quá, yêu quá, vân vân. 15 tuổi Thậm chí là gì, thôi con tắm xong con đi học đi, để đó cho mẹ gì, mẹ giặt cho. Ăn xong thì gì, thôi con đi học, con nghỉ ngơi một tí đi xong đi học, để đấy bát đấy mẹ rửa cho. Và chúng ta dạy con như thế giống như nuôi một con gà công nghiệp. Với các quý vị, con gà công nghiệp thì nhìn xác nó to, đẻ trứng nhiều, nhưng mà thịt nó có gì, có ngon không? Chắc chắn không, không ngon bằng gì, bằng thịt gà nuôi bình thường đó. Đấy, ý tôi nói là dạy con như thế, chiều con chiều cháu như thế thì nó sẽ hư thôi, nó hư thôi. Mà khi mà nó hư rồi thì chúng ta rất khó để mà lấy lại được. Cho nên hãy xem cái gì, nhà nào có con cháu còn nhỏ, xem cái đĩa là Thiên Hạ Phụ Tử vào trong mạng ấy, hoặc xuống dưới phòng thông tin ấy, bảo các thầy có cho. Hoặc chỉ cứ vào nhà là các những người trẻ vào trong mạng đang nuôi con dạy cháu ấy, xem cái đĩa đó thì sẽ rút ra một kinh nghiệm, một bài học xương máu để dạy những đứa con, đứa cháu của mình sau này cho nó không đi vào con đường xấu ác tội lỗi khi nó lớn lên, nó trưởng thành. Đấy, các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là gì, dạy con khuyên cháu thì thương thì cho gì, cho vọt, thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, đúng không? Đấy, bây giờ dạy con dạy cháu 15 tuổi rồi mà gì, thôi con tắm đi xong rồi để đó cho gì, cho mẹ giặt cho, chứ con ăn xong để con nghỉ một tí con đi học đi. Học cái gì? Các vị biết học cái gì? Kiến thức của nó thì gì, thì cả gì, cả đầy đầu, nhưng mà trong hỏi trong thực tế nó không biết cái gì cả. Hôm rồi các vị biết là khóa tu mùa hè các cháu học cấp 3, tôi hỏi là gì, con trâu với con nghé con nào to hơn? Mấy học sinh cấp 3 Hà Nội nói là bạch thầy gì, con nghé to hơn gì, to hơn con trâu. Tôi hỏi chuẩn chưa, bảo chuẩn rồi. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Hỏng. Học sinh cấp 3 giữa thủ đô Hà Nội mà hỏi con nghé với con trâu con nào to hơn, nó giơ tay nó phát biểu bạch thầy là gì, A Di Đà Phật, rất là ngoan, rất là hiền, A Di Đà Phật, bạch thầy là gì, con nghé to hơn con trâu. Hỏi chuẩn chưa, bảo chuẩn. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Đấy, cho nên những cái kiến năng, những cái kiến thức, những kỹ năng kỹ thức nó cao vời trên mây ở đâu á thì nó rất là giỏi, đọc lầu lầu những công thức gì, công thức toán học, công thức gì lý học, hóa học, vân vân. Nhưng mà hỏi con trâu và con nghé là gì, là một trong những con vật gần gũi với người nông dân chúng ta nhất, thì nó không biết là con nào to hơn. Đấy, thì tôi hỏi thế nào là cái cày, thế nào là cái bừa, các con có biết không? Chiếm đến 30% không biết cái nào là cái cày, không biết cái nào là cái bừa. Đấy, tôi không hiểu là giáo dục bây giờ họ nghĩ rằng đất nước của chúng ta cứ mãi thái bình thịnh trị, mãi đi buôn để sống hay sao. Dù sao cũng phải dạy cho giới trẻ của đất nước của chúng ta phải biết là gì, những cái công cụ, những cái nghề mà gắn liền với gì, truyền thống luôn nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Để cho gì, nó chưa biết làm thì ít nhất nó phải biết đâu là cái cày, đâu là cái bừa, đâu là con trâu, đâu là con nghé, đâu là con bò, đâu là con bê. Đó, vân vân, những cái như thế. Thực tế thì gì, tôi chưa thấy đâu, nhưng mà hỏi về cái kiến thức gì thế này thế khác thì nó đọc lầu lầu. Thế hỏi rằng á, có những đứa học hôm nay lớp 12 lên đi học xong rồi, học đến ngày thứ nhất mà cái cứ đòi về. Hỏi lý do làm sao? Khổ lắm. Hỏi khổ thế nào? Thứ nhất là gì? Nóng. Thứ hai là ngủ dưới đất. Thứ ba là ăn chay. Thứ tư là gì? Ngủ muộn. Thứ năm là dậy sớm. Hết chưa? Chưa hết. Còn một điều gì khổ nhất? Cái gì con nói xem? Đó là ở nhà con chưa bao giờ phải giặt. Nay lên đây gì, con phải giặt quần áo của con, cho nên đó, con không tu. Đấy, học lớp 12 rồi, bảo điều gì khổ nhất? Tắm xong phải tự đi giặt bộ quần áo của mình, đó là điều khổ nhất, cho nên không dự khóa tu nữa. Thế mới đau chứ đấy. Còn một thằng cu nữa, thằng cu con nó học lớp gì? Học lớp 11, cứ đòi tu, không muốn tu, nó hỏi lý do làm sao? Nhớ người yêu. Học lớp 11 hỏi lý do làm sao không tu nữa? Nhớ người yêu. Thế hỏi tại sao con không đưa người yêu lên đây để tu luôn cái khóa này? Bởi người yêu con chưa đủ tuổi để dự khóa này. Có nghĩa là người yêu chưa học lớp 9 mà còn đang học lớp gì? Đang học lớp 8 hoặc lớp 7 gì đó. Đau chưa? Đấy, cách giáo dục đấy, để cho nó va chạm với gì? Với ngành văn minh, khoa học về hình ảnh và về báo chí, các thứ báo chí, báo mạng để tin tức nhiều trước đó. Lớp 7, lớp 8 con gái nó đã yêu đương rồi. Thằng cu lớp 11 gì, nó bảo nó nhớ người yêu cho nên nó không tu nữa. Đó. Hỏi nhớ bố mẹ không, nó bảo nhớ ít thôi, chỉ nhớ người yêu thôi. Đấy. Chúng ta đã dạy con, khuyên cháu như thế, bây giờ là gì? Chết còn gì. Cho nên ở đây chúng ta muốn cho gì con cháu chúng ta sau này không đi vào con đường ngõ cụt, hư hỏng, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp vân vân đó. Như trong kinh Đức Phật nói với Bồ Tát và các vị Bồ Tát, các vị Phật trong pháp hội này, đó là những kẻ như thế vì nói gì say xỉn, rượu chè, trộm cắp vân vân đó, nói những lời độc ác đó, thì thường là nói gì lúc sống thì bị mọi người khinh khi, lúc chết thì bị nghiệp báo, đọa vào trong đường ác đạo. Nay không muốn cho người thân chúng ta, không muốn cho chúng ta thì rồi bản thân chúng ta và người thân chúng ta, con cháu chúng ta đi vào đường đó, thì phải làm sao có cách giáo dục dạy bảo ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ đi, đừng có để cho đến khi nó quá đà rồi mà mới đến chùa mới khóc, mới than là thầy ấy thầy cứu với, thầy thương con, thầy cứu với, bảo mách cho cách về tụng kinh niệm Phật, bảo anh nghĩ là cái đó thì không nhanh, phải có một cái là bùa hoặc là thầy chiêu chiêu vài cái gì đó, như trong phim gì, phim thần thoại á, phim Tây Du Ký á, nghĩ là thầy như là Tôn Ngộ Không có thể chiêu chiêu á, một cái là gì con cái người chết có thể sống lại, người bệnh có thể chỉ khỏe mạnh, và gì đứa hư có thể trở thành lành lặn được á. Không có đâu, trở thành hiền ngoan được á, không có đâu các quý vị. Tất cả đều phải gì, phải do cái giáo dục của chúng ta đấy. Mà cho nên á, Phật ngày xưa chúng ta thấy Ngài sau khi thành đạo, Ngài đặt cái vấn đề gì là hàng đầu nhỉ? Hoằng pháp. Hoằng pháp là cái gì? Chứ là giáo dục đó. Trong nhà Phật gọi là hoằng pháp, nhưng ở thế gian chúng ta gọi chính là giáo dục đó các vị. Phật gì từ khi thành Phật năm gì, năm 30 tuổi cho đến năm gì, năm 79, 80 tuổi, tức là 49 năm Phật gì không có một ngày nào là không đi thuyết pháp, tức là không có một ngày nào là không gì, không giáo dục, đem ánh sáng trí tuệ mà mình tu chứng được để dạy bảo cho chúng sinh, đó gọi là gì, giáo dục đó các quý vị. Cho nên đó, nay thì tôi chưa có đủ thời gian ngày nào cũng mở khóa giảng, và chúng ta cũng không phải là ngày nào cũng đi nghe giảng được, cho nên một tháng 7 ngày như vậy là gì cũng khá ổn với chúng ta rồi. Cố gắng mà đi nghe, xếp sắp công việc gia đình cho nó hợp lý mà đi nghe. Thậm chí là 23 ngày trong tháng chúng ta gì cố gắng làm thêm một chút để cho gì, cho 7 ngày dư thời gian để chúng ta đi nghe. Tốt lắm. Phải nghe giảng thì nó mới gì mở mang đầu óc, kiến thức trí tuệ của chúng ta ra, mới hiểu được thế nào là giáo lý của Đức Phật, thế nào là gì cách giáo dục, mô hình giáo dục của gì, của Phật Đà. Đó. Chứ đạo Phật không phải là gì, là một tôn giáo thuộc về gì, về thần quyền, về mê tín dị đoan, mà Phật giáo là gì, là một nền giáo dục. Hòa thượng Tịnh Không nói là Phật giáo là một nền giáo dục bậc nhất trong các nền giáo dục. Đó. Mà giáo dục thì đương nhiên là gì, người thầy truyền và người trò phải gì, phải thụ. Thầy thì truyền, trò thì thụ tức là phải học và phải thực hành thì mới trở thành người tài, người tốt, người an lạc, người giải thoát được. Cho nên á, đối với gì đạo Phật chúng ta gì, Phật là người thầy, chúng ta là người gì, người trò. Đó. Muốn giải thoát hay là muốn luân hồi sinh tử trong tam đồ lục đạo thì do chúng ta thôi, đúng không? Đúng không?